Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mà có chủ đề mới, chúng ta sẽ là tại sao họ lại im lặng lâu đến thế, họ có muốn quay trở lại hay không. Đây là một cái chủ đề một số bạn yêu cầu ha. Và đây là một trái bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi tại sao họ lại im lặng lâu đến thế và họ có muốn quay trở lại hay không ha. Đây là một cái chủ đề được một số bạn yêu cầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ liên kết với các bạn tụ 1 ha. Các bạn tụ 1 là những người có trực giác nha. Các bạn là người rất là thông thạo, hoặc các bạn rất là hiểu biết. Các bạn là những người có sự tinh tế, và các bạn rất là thích đọc sách, hoặc là bạn thích nghiên cứu về mặt tâm linh tinh thần ha. Một số bạn thấy bạn đang tập trung về việc xây dựng tiền tài tài chính. Và mình thấy là bạn là một người làm việc rất là kỹ lưỡng ha, rất là tỉ mỉ, khá là cầu toàn, và có khả năng bạn được nhiều người ngưỡng mộ cái tài năng của bạn. Một số bạn làm việc nhóm, làm việc liên quan đến nhiều người ở đây. Mình thấy bạn là một người rất là ham học hỏi nữa ha. Rồi để xem họ là ai. Đây là một người khá là lãng mạn ha, điềm tĩnh, cân bằng. Và cái người này họ có thể là cũng khá là vô tư. Họ cũng là một người thích phiêu lưu, mạo hiểm. Và cái người này thì có khả năng họ cũng khá là họ cũng khá là vô tư trong cuộc sống. Giống như kiểu họ cũng đôi khi họ cũng hơi trẻ con một chút. Cái người này thì mình thấy họ đang bắt đầu có sự khởi đầu mới gì đó trong cuộc sống của họ đó. Và mình thấy họ là một người ở bên trong thì khá là ngọt ngào, nhưng bên ngoài cũng có một cái sự gọi là nghiêm nghị, cương trực, quyết đoán, mạnh mẽ, và có một sự lạnh lùng. Là một người có khả năng lãnh đạo đó, vững vàng đó. Rồi, chúng ta sẽ đi sâu hơn để xem coi họ là ai. Đối với những bạn nữ xem trả bài, cái người này á, họ là một người có thể là cũng đạt nhiều thành công trong cuộc sống rồi. Và cuộc sống của họ có những cái sự gọi là cần phải đấu tranh để có thể gọi là vươn tầm bản thân của mình để thành công. Và cái người này thì họ có một cái sự gọi là cân bằng ở đây. Họ sống rất là chính trực, họ sống có trách nhiệm ha. Và họ là một người yêu chuộng công bằng, yêu chuộng cái sự thật. Và cái người này thì mình thấy là họ hơi làm việc theo cấu trúc, theo khuôn khổ, có một sự cứng nhắc. Và đôi khi đưa ra quyết định thì họ hay quyết định bằng cái lý trí rất là nhiều. Và cái người này có thể xuất thân từ một cái gia đình khá là gia giáo ha. Và cái cuộc sống của người này mình thấy có một sự đủ đầy, trọn vẹn đó. Có thể là họ đang kiếm tiền rất là nhiều ha. Hoặc là họ đang có những cái thương vụ, hợp tác kinh doanh gì đó khá là lớn. Một số bạn có khả năng là cha hoặc mẹ đơn thân, hoặc là đã từng kết thúc một cái cuộc tình lâu dài ở quá khứ rồi ha. Một cái cuộc tình hoặc là một cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc á. Và cái người này thì bây giờ hiện tại cuộc sống của họ, mình thấy là họ chú trọng vào tiền bạc, vật chất, xây dựng một cái nền tảng mà có một cái sự đủ đầy, có một cái sự gọi là thịnh vượng ha. Sinh sôi nảy nở, cái giá trị gọi là vững bền đó. Và cái người này thì mình thấy họ được nhiều người ngưỡng mộ, yêu quý đó, ha. Đặc biệt là đối tượng nữ đây là cái đối tượng của bạn nữ xem cho bài nha. Và mình thấy có khả năng là các bạn có sự tranh cãi, mâu thuẫn, cho nên các bạn mới có sự ngừng nghỉ với nhau. Rồi đối tượng của bạn nam ra bài, cái người này có khả năng ở xa bạn ha, và có khả năng là hai bạn có khoảng cách về địa lý. Và cái người này họ rất là thích đi du lịch biển,
và cuộc sống của họ thì đang trải qua một cái giai đoạn trở nên bình yên hơn, có thể là họ đang có sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình. Họ xác định được cái tương lai của mình, xác định được mục tiêu của mình, và có khả năng là họ cũng còn có những cái sự bất an nào đó, hoặc cũng còn những cái nỗi sợ, hoặc là có những cái nỗi buồn, hoặc là họ có những cái tưởng tượng, hoặc có một sự gọi là bồn chồn, không biết tương lai sẽ đi về đâu, kiểu vậy, không ngủ được ha. Mà cái người này mình thấy có khả năng là họ đang tập trung cầu nguyện cho những điều họ ước muốn. Cái người này thì họ cũng là một người có khả năng biến ước mơ trở thành sự thật nếu mà họ cố gắng tập trung và phát triển, có kế hoạch rõ ràng, chi tiết. Và có khả năng cái người này họ vẫn còn nhớ về bạn đó nha. Và cái người này mình thấy họ cũng đang trong cái giai đoạn ngừng nghỉ ha, một cái giai đoạn tạm thời tịnh dưỡng, tạm thời gọi là lùi lại một bước để suy nghĩ về mọi thứ. Và họ là một người rất là dẻo dai, rất là linh hoạt ha. Có thể người này họ có thể tập yoga hay gì đó. Người này mình thấy họ tương theo cái số mệnh quyết định, chứ họ cũng không biết là mọi thứ nó sẽ như thế nào, họ không thể kiểm soát được nữa. Họ có sự gọi là thả lỏng hơn ha. Và có khả năng người này họ hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể, họ hay vì người khác lắm. Và cái người này thì mình thấy họ có giác quan thứ 6 rất là nhạy bén ha. Họ có sự tin tưởng, và họ có khả năng là có đạo, hoặc họ có đức tin rất là mạnh mẽ, kiên vững ở đây ha. Trời, bây giờ chúng ta sẽ xem coi tại sao họ lại im lặng lâu đến thế ha. Người này thì mình thấy là có khả năng là bây giờ thì cái mối quan hệ này họ cũng không biết là sẽ làm như thế nào, không biết là sẽ hành động ra sao. Họ im lặng lâu có nghĩa là tại vì họ còn do dự, họ còn ngần ngại, họ còn băn khoăn, và họ cũng để mặc cho cái cuộc sống, cho tình cảnh này nó diễn ra thôi. Bây giờ thì họ tập trung vào cái cuộc sống, mục tiêu, hướng đi, sự nghiệp, tài chính, và họ đang rất là sung mãn. Họ đang rất là tập trung và họ đang tạo ra một cái nền tài chính khá là vững chắc đó. Và cái người này có thể là đang ký kết hợp đồng, hoặc là chuẩn bị cho những cái thương vụ kinh doanh mang tầm quốc tế, hoặc là họ đang có một cái hướng đi trong tương lai cho cái công việc của họ, hoặc họ có những cái chuyến đi công tác, họ khá là bận rộn trong cuộc sống của mình, và họ đôi khi họ cũng mất ngủ, họ cần thời gian để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, và họ tập trung để họ không có nhớ về cái sự buồn bã nữa. Cho nên thì có thể là họ đang có một sự gọi là không có nghĩ tới cái tình yêu này ha. Và dù có nghĩ tới, họ cũng không biết là hành động ra sao để có thể gọi là chuẩn mực nhất, đúng đắn nhất. Cho nên tạm thời thì có thể là họ không làm gì hết, và họ chỉ gọi là đam mê, nhiệt huyết với công việc mà thôi ha. Và họ cũng có sự do dự, không biết nên tiếp tục hay buông bỏ, mà cái người này cũng còn ngần ngừ ha. Mình thấy ở đây cũng có một cái trường hợp á, là có khả năng cái người mang năng lượng nữ á, họ đã chặn cái người này rồi, họ đã rời đi hoàn toàn rồi, cho nên họ im lặng là họ đâu có còn cách nào khác nữa đâu, chặn rồi sao nói chuyện. Một số trường hợp thì như vậy, một vài một ít thôi ha. Đối với những bạn đang trả bài, cái người này thì có khả năng là họ đang gọi là có những cái mục tiêu hướng đi, họ muốn phát triển bản thân, phát triển cái nhiệt huyết, cái sự năng động, tự tin, cái khả năng ăn nói, phát triển cuộc sống, phát triển tiền bạc,
và họ đang gọi là có những cái bước tiến rất là mạnh mẽ, mặc dù họ cũng cảm thấy lẻ loi buồn bã, có nhiều cơ hội đến với họ, có nhiều người khen ngợi hoặc là nhiều người tán tỉnh tỏ tình với họ, nhưng mà có thể là họ chỉ muốn ở ở ở một mình, họ muốn tập trung vào bản thân của mình và yêu thương bản thân của mình ha, họ muốn có khoảng thời gian bình yên, họ không có muốn nghĩ tới điều gì hết. Và cái người này họ đang có một sự cởi mở hơn với cuộc sống và họ đang cố gắng gọi là hoàn thiện để trở nên gọi là tích cực, tốt đẹp và đem đến những giá trị gọi là tươi đẹp cho cuộc sống này. Nói chung là họ đang yêu bản thân mình rất là nhiều, trao chuốt cho bản thân mình rất là nhiều ha. Cái người này họ cũng có sự nhớ về bạn đó, tuy nhiên thì họ cũng không biết là cái mối quan hệ này nó có thể tiếp diễn được hay không ha. Đâu đó một phần thì họ muốn quay lại, họ muốn kết nối, một phần thì họ muốn rời đi, họ cảm thấy như là cái mối quan hệ này khiến cho họ bị thiếu thốn, họ không cảm thấy được cái sự đủ đầy ha. Và tất cả những cái tình cảm này họ cảm nhận như là bạn không có thực sự là chuyên tâm vô họ, không có thực sự quan tâm, và họ rời đi để tìm thấy cái tình yêu cho chính bản thân mình, tìm thấy được cái niềm vui hạnh phúc, cái sự gọi là thoải mái hơn, không có xảy ra tiêu cực mệt mỏi nữa, kiểu vậy. Họ cũng cảm thấy chán chường rồi ha. Giống như bây giờ kiểu như là họ cần có không gian tĩnh lặng, và họ cũng chưa muốn bước vào yêu nữa ha. Và họ cũng không biết như thế nào nữa. Nói chung là cả hai người đều rất là ngần ngừ, đều cũng chưa có quyết đoán. Nói chung là vậy, cứ để mặc cho mọi thứ nó diễn ra, bây giờ cứ tập trung vào bản thân của mình thôi ha. Vì có thể là có thực mới dựng được đạo ha. Bây giờ cái vấn đề tài chính sự nghiệp là quan trọng nhất, vì tương lai không biết mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế nào, thì mình lo cái tập trung vào bản thân của mình để có một cái cuộc sống nó ổn định, vững vàng, vững chắc. Mình thấy ở đây á, đối với những bạn nữ xem gia bài thì cái người này bạn muốn hỏi là họ có muốn quay lại hay không, thì họ có muốn, họ cũng nhớ về những cái tình cảm hai bạn có nhau ha, họ nhớ về những khoảnh khắc ha, và họ cũng muốn kiên trì nhẫn nại, cũng họ muốn tình yêu này các bạn cùng nhau nỗ lực phát triển ha, cũng muốn vượt qua thử thách để có thể là đi đến cái thành công tốt đẹp. Nhưng mà một số bạn thì mình nói rồi là có một số bạn, các bạn đã chặn cái người này rồi, cho nên là họ đợi chờ cái hành động từ bạn. Nhưng mà họ vẫn cảm thấy cũng khá là bị trói buộc mối quan hệ này. Có thể là họ vẫn còn có những cảm xúc rất đặc biệt về thể xác với bạn, hoặc là về cái tâm hồn, về cái tinh thần với bạn ở đây. Họ cũng muốn có một cái sự khởi đầu mới trong cái mối quan hệ này ha. Và họ thấy rằng có khả năng là bạn cũng đang có những cái sự gọi là chọn lựa với ai đó, cho nên họ cũng đôi khi họ cũng hơi tuyệt vọng ấy, vì có thể là họ nghĩ là bạn đã rời họ rồi, bạn đang yêu ai đó rồi, cho nên họ cũng do dự ngần ngừ ha, họ còn lóng ngóng kiểu vậy. Thì đó là với những bạn nữ xem trả bài, thì bạn hỏi là liệu họ có muốn quay lại với bạn hay không, thì mình thấy là họ đợi cái tín hiệu từ bạn ha, họ vẫn có sự gọi là muốn quay lại hàn gắn đó. Nhưng mà cái hành động nó hơi chậm chạp, tại vì cứ nhìn qua nhìn lại rồi cuối cùng không ai đưa ra dấu hiệu, rồi cuối cùng hai người nó cứ dậm chân tại chỗ như vậy thôi ha. Và họ đang cố gắng cân bằng, cố gắng suy nghĩ kỹ lưỡng ha. Và họ nghĩ là cái mối quan hệ này có những cái sự toxic độc hại ở đây, và họ ước gì hai bạn có thể gọi là cân bằng điềm tĩnh để có thể làm cùng bước vào một cái tình yêu nó có sự gọi là thấu hiểu và quan tâm nhau.
Mình thấy đối với những bạn nam xin trả bài, cái người này họ còn đang tổn thương, họ còn đang gọi là chấp vá trái tim, họ cảm thấy lẻ loi, họ muốn xây dựng hàng rào để bảo vệ bản thân trước, với tìm thấy cái sự thanh thản trước, muốn ở yên một mình chứ họ không có muốn gọi là tranh đấu mâu thuẫn, hoặc là họ rất là mệt mỏi ha. Họ có những cái vấn đề trong cái tâm lý cần phải giải phóng hoàn toàn, và họ muốn chữa lành mọi thứ. Và khi này thì người này có sự cân bằng tiết chế trở lại, họ trở nên gọi là thông suốt hơn, thì may ra họ mới có thể cho cái mối quan hệ này một cơ hội á. Và họ kiểu như họ cảm thấy tình yêu này giống như họ đi van xin tình yêu, kiểu như cái tình yêu này họ cho quá nhiều mà họ không nhận được bao nhiêu ha, một bên cho nhiều một bên chỉ biết nhận kiểu vậy. Họ muốn có sự công bằng với sự cho đi và nhận lại, muốn có sự gọi là cùng nhau nỗ lực để vun trồng cái cây tình yêu nó phát triển ha. Vì họ nghĩ tình yêu mà chỉ một bên cố gắng thì nó không phát triển được, và họ cảm thấy khá là lẻ loi, cảm thấy trống trải, và họ cần một cái mối quan hệ đem đến cho họ một cái cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, đi đến kết hôn ha, có những đứa con dễ thương. Người này luôn ao ước có được cái điều như vậy. Và để hỏi coi liệu họ có muốn quay lại hay không, thì cái người này mình thấy họ cũng có muốn quay lại đó, nhưng mà để từ từ, để họ gọi là suy nghĩ rồi họ chữa lành hoàn toàn đó ha. Họ muốn tìm thấy sự bình yên thoải mái trước đã. Và họ cũng muốn có một cái tín hiệu, hoặc là có khả năng là họ cũng thấy bạn cũng đang xây dựng hàng rào với họ, và có khả năng là bạn họ cảm thấy như là bạn cũng có khoảng cách với họ, và họ thấy như bạn cũng là một người không có cố gắng lắm trong cái tình cảm này ha. Họ cần cố gắng ở hai bên. Và bây giờ thì khi nào họ mở lòng rồi, họ cân bằng mọi thứ rồi, có khả năng là họ mới cho nhau một cơ hội nữa để quay trở lại với nhau. Nói chung là tại vì yêu mà không được quan tâm cho nên đâm ra buồn bã, đâm ra bị mất đi cảm xúc vậy thôi. Mình thấy mối quan hệ này á, một bên á thì một người thì đang cố gắng bảo vệ bản thân, chưa có cởi mở, còn cố gắng kìm giữ, còn cố gắng phòng ngừa. Một người thì cố gắng nỗ lực rất là nhiều để kiên nhẫn, hoặc là đang rất là bận rộn trong cuộc sống nữa ha, nhưng mà vẫn hướng về nhau ha. Và cái tình cảm này nó các bạn luôn cố gắng giữ cân bằng để không có bị dao động quá nhiều trong cái tinh thần của mình. Và mình thấy thì kết quả ha, một cái kết quả cho các bạn tham khảo thôi ha, nó chưa đúng, nó không thể nào đúng 100% được. Kết quả là có khả năng là sẽ có một cái ánh sáng le lói nào đó diễn ra khi mà các bạn đã lấy lại cái sự bình yên, các bạn có sự gọi là suy nghĩ kỹ lưỡng, các bạn cho nhau một cơ hội, thì có khả năng là hai bạn có sự quay trở lại, và cái người này họ sẽ cho bạn thấy được ha, các bạn mang năng lượng nam sẽ cho các bạn nữ này thấy được cái sự chủ động, cái sự bảo bọc, cái sự gọi là yêu thương. Nhưng mà nam này bạn đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa đôi bên ha, bạn cần một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết quan tâm và biết gọi là tôn trọng cái cảm xúc cũng như tôn trọng cái không gian riêng tư kiểu vậy. Thì mình thấy là có khả năng là cái mối quan hệ này có thể quay trở lại hay không thì có thể là 50-50 ha. Còn nếu như các bạn không có cân bằng được cảm xúc, các bạn không có thấy được cái sự gọi là cố gắng vì nhau, hoặc không có đưa ra được cái dấu hiệu nào hết, thì là có thể là sẽ rời xa nhau, và các bạn sẽ tìm kiếm một cái bến bờ nào đó để các bạn có thể đi đến kết hôn vậy thôi ha. 50-50 thôi ha. Để giải tỏa hoàn toàn cho những bạn nào mà các bạn còn không biết là mọi thứ nó diễn tiến như thế nào. Và cái mối quan hệ này mình cảm nhận này có thể là do các bạn nữ này bạn xây chuyển á. Khi nào bạn cảm thấy vui rồi, bạn cảm thấy gọi là hạnh phúc rồi, bạn cảm thấy gọi là mọi thứ có thể là nhẹ gánh rồi, thì bạn suy nghĩ lại rồi mới có thể gọi là mở lòng.
à, cho nhau cơ hội, còn không thì thôi mỗi người mỗi nơi mỗi hướng, à, mỗi hướng đi, mỗi cuộc sống khác nhau. Một số bạn là cha hoặc mẹ đơn thân cũng có ha. Mình thấy ở đây các bạn còn phòng thủ nhiều quá. Chỉ khi nào các bạn gọi là hai bên cùng nhau nỗ lực, nó mới có thể gọi là có cơ hội thôi. Còn không có nỗ lực vì nhau, không có gọi là muốn hướng tới tương lai nữa, và mỗi người giữ cho mình quan điểm, một cái sự cố chấp riêng và không muốn thay đổi, thì tình yêu này nó khó mà có thể gắn kết trở lại được. Rồi bây giờ mình sẽ xem cung hoàng đạo cho các bạn ha, có thể là của bạn hoặc của người đó. Cung hoàng đạo nổi bật nhất, bảo bình. Mình thấy ở đây thì các bạn được khuyến khích là hãy tập trung vào cuộc sống của bạn đi, tập trung vào tiền tài sự nghiệp hiện tại đi, thì mọi thứ nó sẽ có sự chuyển hướng ha, hoàn cảnh nó sự thay đổi thôi. Và có khả năng là cái tình cảm này, mình thấy là khi nào mà bạn thực sự gọi là biết lo cho bản thân của bạn rồi, bạn biết học được cái bài học yêu thương bản thân của mình đó, và không còn quá gọi là bi lụy tình cảm nữa, các bạn có một cái sự gọi là điềm tĩnh hơn, suy xét hơn, thì có khả năng vũ trụ đưa các bạn, cho các bạn được theo cái ý nguyện của các bạn ha. Kiểu như thí dụ như bạn muốn rời xa thì bạn cũng có khả năng rời xa được, còn nếu như bạn muốn quay lại thì cũng có khả năng quay lại. Mọi thứ là do cái ước nguyện, cái sự cầu nguyện của bạn ở đây ha. Nhưng mà các bạn phải thay đổi cái năng lượng của bạn, năng lượng bạn còn có sự gọi là kiểm soát như thế này, còn có những cái sự gọi là bất đồng, đau thương, bi lụy, mệt mỏi như thế này, thì rất là khó để có thể quay trở lại với nhau, vì năng lượng của bạn cực kỳ thấp và các bạn không có sự tương hợp với nhau ha. Khi nào năng lượng của bạn có sự cân bằng với nhau thì mới có khả năng mà có thể có sự hàn gắn lại được. Market. Và bây giờ thì cái lời khuyên vũ trụ dành cho bạn, hãy chủ động vào cuộc sống của mình, tập trung và lo cho bản thân của mình đi ha. Song ngư, mỗi người mỗi hướng để có thể học, là học cái bài học của bản thân mình, tách ra để có thể gọi là trưởng thành hơn. Cự giải, sư tử. Chữ cái trong tên ha, chữ R, chữ V, W, chữ S, chữ C, chữ L ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên cái năng lượng các bạn tụ hai để xem coi. Im lặng quá lâu rồi thì họ có muốn quay lại hay không ha. Thì tại sao họ lại im lặng trong thời gian lâu lắc như vậy ha. Đây là một cái chủ đề một số bạn yêu cầu nha. Rồi kết nối năng lượng các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người rất là giỏi ha, những người sẵn sàng đương đầu với con sống để có thể tìm ra được cái hướng đi cho bản thân của mình, biết lập kế hoạch và thực hiện tốt. Các bạn là những người rất là chăm chỉ làm việc, kiên nhẫn, uy tín, và là một người có cái sự gọi là luôn cố gắng nỗ lực để có thể đạt được cái chỉ tiêu mà mình tạo ra, mình tự giao cho bản thân của mình vậy đó ha. Đồng thời mình thấy các bạn là những người không có thích thể hiện bản thân ha, bạn chỉ biết cần mẫn làm việc để xây dựng cái tương lai vững chắc cho bản thân thôi, chứ bạn cũng không thích cạnh tranh với đời, ít nói làm nhiều. Một số bạn thì mình thấy các bạn rất là chú trọng vào chuyện tình cảm ha, nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của bạn luôn. Và một số bạn ở đây các bạn rất là thực tế ha. Rồi có thể là bạn đang đứng trước những sự lựa chọn nào đó chưa thể đưa ra để quyết định. Hãy coi họ là ai. Cái
cái người này họ rất là bận rộn, họ rất là kiệt sức và có khả năng họ cũng rất là nổi tiếng, hoặc là họ được nhiều người yêu quý ha. Cái người này họ đã từng trải qua một giai đoạn rất là bi thương, mệt mỏi đó. Và họ có một ước nguyện gì đó. Ở đây người này mình thấy là họ là một người có sự tinh tế, họ học thức sâu rộng và họ là một người rất là thông thạo nhiều cái lĩnh vực chủ đề. Cái người này thì có khả năng họ cho người khác được có những cái kiến thức hoặc là những cái lời khuyên hữu ích giúp cho người ta tìm thấy được ánh sáng cuộc đời ha. Người này tôn trọng đạo lý ha, sống có trước có sau. Rồi để mình xem coi sâu hơn với người này ha. Đối với những bạn nữ xem giá bài thì cái người này họ rất là đơn độc, họ thuộc tiếp người cổ điển, họ chỉ chú tâm vào công việc, tiền bạc. Họ cũng là một người đang có những cái sự thay đổi gì đó trong cuộc sống, sự thay đổi lớn, có thể là thay đổi về công việc hoặc là thay đổi về cái tính tình, thay đổi về cái nhận thức của họ. Người này thì mình thấy là họ có những cái sự cuồng công việc và đôi khi họ cũng có những cái sự rất là mãnh liệt trong việc yêu đương, trong việc gọi là mãnh liệt trong cái chuyện chăn gói á, kiểu vậy á. Họ là một người có một cái sự rất là tinh tế và họ rất là cuồng nhiệt khi yêu ha. Người này mình thấy có thể là họ làm việc liên quan đến tập thể, họ là một người hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể. Và họ là một người rất là rắn rỏi, cứng cỏi, lý trí, lời ăn tiếng nói, tin tưởng và có một sự nhạy bén, có sự gọi là sắc bén nữa. Người này rất là giỏi trong việc tranh luận và hay đưa ra những lập luận, những căn cứ, những cái vấn đề rất là tỉ mỉ, logic và không ai có thể gọi là thay đổi được cái quan điểm, cái ý chí của họ. Và cái người này luôn có những cái hướng đi, có mục tiêu rõ ràng ha. Người này thì hơi lạnh lùng, bút giá và trong tình yêu thì họ rất ít thể hiện tình cảm. Và đồng thời cái người này thì mình thấy họ có khả năng giành được nhiều cái thắng lợi, thành công rồi, có những cái suy nghĩ sáng suốt rõ ràng. Và họ là một người có sự háo thắng ha. Họ có những cái ý tưởng rất là độc đáo, họ hay có những cái sự đột phá trong cuộc sống của người này lắm. Người này thì mình thấy có khả năng là họ đang dần dần gọi là có những cái góc nhìn khách quan hơn về cuộc sống của họ. Hoặc họ đang chờ đợi một cái điều gì đó, hoặc họ với bạn đang trong giai đoạn ngừng nghỉ và họ cần phải nghĩ ngợi nhiều hơn vì họ cũng cần phải giải quyết những cái suy nghĩ tiêu cực bên trong họ, những cái ego, những cái bản ngã của họ, nói chung là vậy. Đối với những bạn nam trên giá bài, cái người này thì mình hỏi họ làm việc rất là siêng năng, kiên trì, nhẫn nại và họ đang gặt hái được những thành quả xứng đáng vì những gì mà họ đã bỏ ra. Và họ là một người có thể gọi là chống chọi với những cái tình huống khắc nghiệt nhất. Họ có sự nhẫn nại, họ có sự bền bỉ và họ là một người đã có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm. Có thể là họ cũng đang rất là mệt mỏi, hoặc là đang rất là bận rộn, một có sự kiệt sức, họ hay bị nhức đầu, hoặc là có khả năng là họ cũng đang cảm thấy rất là muốn hao hụt năng lượng ha. Người này thì năng lượng khá là cao, họ có sự bao dung, họ có sự yêu thương, họ có sự thấu hiểu người khác ha. Họ toát lên cái vẻ đẹp của sự dồi dào, thịnh vượng, trù phú ha. Một người giỏi việc nước, đảm việc nhà, một người có một cái phong thái rất là sang trọng, kiêu sa, quý phái, một người có đôi bàn tay rất là đẹp và nhìn giàu. Thì cái người này thì mình thấy là họ là một người rất tràn đầy cái sự nhiệt thành ha, khi yêu có sự hiền hòa ha, và đồng thời có sự gọi là thân thiện. Người này là tâm điểm của sự chú ý ha. Họ luôn mang đến những cái niềm tích cực, những cái ấm áp, những cái tình yêu rạng ngời đối với người khác ha. Họ yêu thương cuộc sống này, yêu thương mọi người. Họ có một cái luân xa trái tim vô cùng rộng lớn, cởi mở và lan tỏa. Người này có khả năng cũng hơi nổi tiếng hoặc là nhiều người biết tới ha. Một số bạn là cha hoặc mẹ đơn thân, mình thấy một số người là có con luôn rồi.
Người này thì hiện tại mình thấy là họ nghĩ là họ cũng không biết cái tình yêu nó sẽ đi về đâu, họ cũng đang cố gắng là phòng phòng vệ bản thân và họ cũng không biết là mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào ha. Cho nên họ tập trung vào bản thân của mình trước ha, và cuộc sống của họ đang phát triển khá là tốt đó. Chỉ là họ đang có những cái nỗi do dự ngần ngại hoặc là bị trói buộc trong mối quan hệ này mà họ chưa có thể tìm cách được giải phóng ra, chỉ vậy. Rồi, tại sao họ lại im lặng lâu quá ha? Để xem tại sao họ lại im lặng lâu quá. Người này họ im lặng lâu quá vì có khả năng họ đang có những cái sự khởi đầu mới trong công việc, có thể là họ có sự thay đổi công việc hoặc là họ bắt đầu những cái dự án mới, họ hướng cái công việc của họ sang một cái mang cái tầm quốc tế hơn ha. Có thể là họ có nhiều cái mối hợp tác kinh doanh hơn, hoặc là trong cuộc sống, trong công việc của họ có những cái sự đối chọi nhau, đấu tranh mâu thuẫn với nhau, và họ cần phải tập trung để có thể giải quyết những cái vấn đề đó. Và có khả năng người này họ cũng đang trong giai đoạn gọi là tìm kiếm bản thân của mình, tìm thấy cái bản chất thực sự của mình. Họ đang trong giai đoạn gọi là muốn giải phóng tất cả để thảnh thơi, để thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ cuộc sống mình hơn. Họ cảm thấy mệt mỏi khi mà có những sự gọi là tranh đấu với bạn. Hiện tại thì có khả năng là họ đã chiến thắng rồi, họ đã thành công thắng lợi rồi, và họ có khả năng là đang muốn tận hưởng cho bản thân những cái chuyến đi ha. Hoặc là có khả năng họ đang rất là bận rộn trong những chuyến đi công tác. Và cái người này họ đang trong giai đoạn gọi là chữa lành bản thân của mình ha, suy nghĩ nó tường tận hơn và có sự tiết chế hơn, và họ đang trong giai đoạn gọi là chăm sóc bảo vệ sức khỏe ha, rồi tinh thần nó vững chắc hơn và nhẹ nhàng hơn, họ không có muốn gây gổ, họ không có muốn gọi là áp lực, cho nên thì họ chỉ muốn có không gian riêng cho bản thân của mình, phát triển công việc của mình và tận hưởng cuộc sống của mình ha. Đó là cái đối tượng của bạn nữ xem cho bài nha. À, đối với những bạn nam xem giá bài thì tại sao cái người này họ lại im lặng lâu thế? Vì có khả năng là họ họ im lặng vì họ đang chờ đợi cái sự chủ động từ bạn ha, kiểu vậy. Có thể là họ nghĩ cái mối quan hệ này có sự kết thúc rồi, và họ cũng không biết là cái hành động của bạn ra sao, và có khả năng họ cũng nghĩ là bạn đã có những cái hướng đi mới, bạn đã tìm kiếm người mới, hoặc là bạn cũng đã rời xa mối quan hệ này rồi. À, và họ chỉ đang suy tư, đang gọi là tương tư một mình mà thôi. Họ đang cũng khá là buồn phiền, họ cũng không biết là mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào. Nhưng mà đâu đó trong cái tinh thần của họ thì họ cũng muốn có một cái sự gắn kết, sum họp, họ còn nhớ đến khuôn mặt, họ nhớ đến nụ cười thân thiện, vui vẻ của bạn ha. Và đồng thời thì mình thấy cái người này họ đang gọi là có những cái bước phát triển mới ha, học hỏi tìm tòi, nâng cao cái tinh thần của bản thân mình, hoặc là phát triển những cái kế hoạch của bản thân mình, hoặc là có khả năng cái người này họ rất là bận rộn trong giai đoạn này, như là họ có những cái chuyến đi, hoặc là họ đi họ thay đổi cái nơi ở, hoặc là họ đang thay đổi cái hoàn cảnh, họ thay đổi cái tinh thần của họ ha, họ muốn có một sự chuyển hóa gì đó ở đây ha. Và họ đang chờ cái sự chuyển hóa đó hoàn thành như vậy. Nói chung là cái người này họ họ có sự theo dõi quan sát bạn, họ cũng muốn nhắn tin, họ cũng muốn gọi điện, họ cũng muốn làm gì gì đó, nhưng mà họ thấy họ không thấy được cái sự quan tâm, hoặc là không thấy được cái hành động chủ động từ bạn. Có thể là họ đã cố gắng hết sức mình, họ cũng đã làm cái điều gì đó rồi, nhưng mà họ chưa thấy cái tín hiệu từ bạn, cho nên họ phải im lặng thôi ha, im lặng để giữ giá trị về bản thân của mình.
họ có khả năng cũng ước ra, có khả năng là họ mong ước là bạn sẽ trao cái ly tình cảm cho họ và ngọt ngào nồng thắm trở lại và làm hàn gắn chữa lành lại với nhau, có sự sum họp vui vẻ lại với nhau. Đâu đó họ vẫn có một cái ước mơ như vậy ha. Rồi liệu họ có muốn về lại hay không nha. Rồi đối với những bạn nữ xem trả bài thì liệu họ có muốn quay lại hay không. Cái người này họ còn tiếc thương, tiếc nhớ rất là nhiều, nhưng mà họ có một sự gọi là mệt mỏi quá, kiểu vậy, họ mệt mỏi quá, họ cần thời gian nghỉ ngơi, họ cần thời gian để suy nghĩ lại. Họ chưa có hành động, họ cũng chưa muốn quay lại ha. Đâu đó thì họ cũng muốn có một sự gọi là cân bằng, yêu thương nhau hoặc là vui vẻ với nhau như trước. Nhưng mà họ xia đi nghĩ là thấy trời ơi sao mà mệt quá, có nhiều gánh nặng áp lực quá, căng thẳng quá và họ thấy nặng đầu quá. Cho nên họ tập trung vào công việc nhiều hơn, họ chăm chỉ làm việc để có thể quên đi những cái nỗi buồn này. Nhưng mà cũng rất là khó để quên ha. Tạm thời họ chỉ là ngồi đó rồi suy tư, rồi buồn bã, rồi tiếc thương thôi, chứ hành động thì mình chưa thấy một cái hành động nào mà có sự quả quyết dứt khoát ở đây ha. Chỉ là đang tự sự một mình thôi ha. Và hỏi họ có muốn quay lại hay không, liệu họ có quay lại hay không thì cái tạm thời, cái năng lượng hiện tại là chưa đâu ha. Họ cũng có suy nghĩ đó, họ cũng có suy nghĩ đến đó. Nhưng mà có thể là những cái điều mà các bạn tranh cãi với nhau đó gây cho họ một cái sự gọi là đau thương rất là lớn. Cho nên họ có thể là họ có cái to khá là lớn đó. Cho nên tạm thời thôi họ cũng chưa nghĩ tới đó, họ tập trung vào công việc. Đối với những bạn nam xem giá bài, cái người này thì họ thấy là cái mối quan hệ này đã kết thúc rồi ha. Và họ mong chờ cái hành động từ bạn, nhưng mà họ cảm thấy như là có một sự hơi vô vọng ở đây. Họ cảm thấy ngóng chờ mệt mỏi quá rồi, họ có sự đấu tranh tâm lý chán chường rồi. Họ rất là muốn được kết hôn, họ rất là muốn có một cái sự gọi là ổn định trong tình yêu, trong hôn nhân, gia đình. Thì tạm thời bây giờ họ chỉ tập trung vào phát triển bản thân thôi, chứ biết làm gì giờ ha. Họ cảm thấy khá là sốc, họ cảm thấy rất là tổn thương. Họ nhớ về những cái lúc mà các bạn tranh cãi với nhau. Sau đó thì họ vẫn muốn có một sự hàn gắn, nhưng mà họ đợi chờ cái hành động từ bạn, nhưng mà có khả năng là chưa thấy được cái điều đó ha. Cho nên thì cái người này thì họ sẽ xem như là bạn bè thôi, kiểu vậy, giống như kiểu là bây giờ có yêu cũng đâu có được đâu, thì xem nhau như bạn bè, chúc giống như là cũng cầu nguyện cho người đó có sống tốt đẹp thành công, còn mình thì mình đi theo cái con đường riêng của bản thân mình, tập trung phát triển bản thân mình. Và đâu đó người này có thể là họ cũng suy nghĩ là ví dụ như bây giờ một cái thời điểm nhất định nào đó không thấy quay trở lại, có khả năng họ sẽ tìm kiếm một đối tượng mới để đi đến kết hôn ha. Nhưng mà có khả năng cái người này họ suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, có nhiều người theo đuổi, nhưng mà họ suy nghĩ ví dụ như nếu mà chưa giải quyết được cái mối tình này, chưa có thể quên đi được cái mối tình này mà họ bước vào yêu với người khác thì rất là bất công cho cái người khác, cái người mới. Cho nên thì tạm thời có thể là họ sẽ tập trung vào bản thân và phát triển cuộc sống và vui vẻ với gia đình, người thân, với bạn bè của mình thôi ha. Có thể là các bạn đang ở trong giai đoạn là yêu thương bản thân, yêu thương cuộc sống của mình đó.
Mình thấy cái mối quan hệ này các bạn nên tập trung vào bản thân đi ha. Nó cứ dây dưa như thế này, một số bạn có thể là muốn kết thúc hoàn toàn. Nó cứ dây dưa, các bạn chưa thể gọi là giải quyết được những cái sự gọi là muộn phiền ha. Các bạn vẫn còn do dự, một muốn rời, hoặc là muốn rời nhưng mà còn muốn tiếc nuối, cũng còn muốn có một sự quay trở lại, muốn tìm kiếm người mới nhưng mà lại có sự nuối tiếc người cũ, vẫn còn tình cảm. Nó cứ dây dưa như thế này thôi. Tốt nhất là mình nên tập trung để xây dựng cái nền tài chính sự nghiệp đi, vì có khả năng là đang tình thì đỏ bạc. Tập trung vào tiền bạc sự nghiệp, bạn sẽ thành công hơn, phát triển hơn và mạnh mẽ, và phát triển một cách rất là thuận lợi hơn đó ha. Còn cái chuyện tình yêu của bạn thì mình thấy là tập trung để gọi là chữa lành cho bản thân của mình trước, rồi mọi thứ để cho cuộc sống, để cho cái số phận nó xoay vòng, để cho bạn đừng có quá gọi là lo lắng về tương lai quá ha, tập trung ở hiện tại trước đã. Từ từ mọi thứ nó mới được xoay chuyển ha. Cái này cũng mang tính cách định mệnh này, để từ từ mọi thứ sẽ xoay chuyển, còn riêng bạn hãy tập trung vào cuộc sống của bạn trước đã. Nếu mà bạn bước vào yêu á, bạn tìm kiếm một đối tượng mới thì có rất là có khả năng là bạn sẽ toàn gặp người sai thôi à. Bạn chưa biết yêu thương bản thân, bạn chưa có một cái sự gọi là giải phóng người cũ thì làm sao có thể gặp được người đúng được. Giải phóng hoàn toàn người cũ mình mới thể gọi là toàn tâm toàn ý để yêu ha. Mối quan hệ này là mình thấy nếu mà có trường hợp quay trở lại rất là khó ha. Tại vì các bạn còn giống như kiểu quan sát nhau từ xa và chưa có hành, không có đưa ra hành động, không có ai đưa ra hành động á, chỉ vậy cứ phòng thủ với nhau vậy thôi à. Thôi giờ bạn lo cho cuộc sống bạn trước đi, đâu có ai lo cho mình ngoài chính mình đâu. Ngoài lo cho mình còn phải báo hiếu gia đình nữa, báo hiếu cha mẹ mình nữa chứ. Suy đi nghĩ lại thì cái người yêu thương bạn thật lòng nhất là ba mẹ của bạn chứ ai. Yêu bạn một cách vô điều kiện ha, lo cho bạn nhiều nhất thôi. Còn người yêu của bạn lúc mà xa nhau thì họ lo cho cuộc sống họ chứ có ai lo cho bạn đâu. Nên mình nên thiết thực một chút, thực tế một chút, yêu bản thân mình để sau này mình không có hối tiếc ha. Rồi, cung hoàng đạo nổi bật trong cái trải bài này, tự giải có thể là của bạn, của người đó ha. Nhân mã sử nữ song ngư. Số bạn quen người nước ngoài sống hai quốc gia khác nhau hay cũng có bọ cạp. Bảo bình. Rồi, chữ cái trong tên. Chữ V. Chữ X. L. Bạn không cần phải gọi là cố gắng để quên người cũ, mà bạn có thể là cứ sống với nỗi nhớ đó, rồi tập trung vào cuộc sống của mình, xem nó giống như là một cái điều gì đó cũng hiện hữu. Từ từ bạn quen rồi thì bạn mới có thể gọi là rời xa họ, rời xa cái tình huống này được. Lúc đó có khả năng là bạn mới có thể gọi là chữa lành được. Bạn cố quên thì rất là khó ha, không thể nào cố quên được. Yêu thương bản thân của bạn trước đi ha. Khi nào mà bạn cảm thấy gọi là thực sự gọi là hết duyên rồi, bạn có thể là rời đi được rồi, thì lúc đó bạn mới đủ dũng khí để bạn bước đi ha. Khoan vội quen người mới nha. Chữ khuya. Y dài. Chữ bờ. Giờ mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem coi tại sao họ lại im lặng quá lâu và liệu họ có quay lại hay không ha. Đây là một chủ đề được một số bạn yêu cầu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người đang thu hút cái sự thành công may mắn đến với cuộc sống của mình. Các bạn là những người có tiềm năng vô hạn, có khả năng biến ước mơ trở thành sự thật nếu bạn tập trung và có sức mạnh ý chí kiên cường, mạnh mẽ, quyết liệt nha. Thì một số bạn có khả năng các bạn có sự thay đổi nhà cửa, hoặc là có khả năng một số bạn đang có những cái sự thắng lợi nào đó, hoặc là bạn đang chuẩn bị đưa ra một cái quyết định nào đó cho cuộc sống của bạn á.
các bạn rất là mong mỏi một cái sự gọi là thành gia lập thất ở đây ha, tìm được đúng người đúng thời điểm rồi kết hôn. Các bạn rất là lãng mạn ha, có sự gọi là điềm tĩnh và có nhiều cảm xúc khi yêu. Và để xem cái họ là ai. Cái người này có khả năng là họ học hỏi nhiều điều trong cuộc sống, họ rất là thông minh, họ rất là tài cán và họ là một người có sự gọi là sâu sắc ha. Người này thì mình thấy là họ giỏi trong việc sử dụng ngôn từ sắc sảo, tinh tế và rất là khéo léo ha. Năng động, nhiệt huyết, đẹp da và có một cái sự gọi là có vẻ ngoài cuốn hút quyến rũ. Cái người này với bạn có khả năng là cho nhau chia sẻ nhau rất là nhiều kiến thức hoặc là kinh nghiệm sống ha. Đối xử với nhau như những người bạn hoặc là người thầy, hoặc là san sẻ với nhau khá là nhiều điều. Người này có nhiều đêm mất ngủ trằn trọc, hoặc có khả năng là họ hay làm việc đêm khuya ha. Và cái người này thì mình thấy là họ có thể cũng đang có sự tổn thương, nuối tiếc gì đó ở đây. Rồi để xem sâu hơn ha. Đối với những bạn nữ xem trả bài thì cái người này họ rất là mạnh mẽ, họ đẹp trai, họ được nhiều người săn đón, họ tự tin, họ tham vọng và họ là một người rất là yêu công việc, đam mê cái công việc, nhiệt huyết cái công việc và có sự sáng tạo. Cái người này thì họ luôn tìm kiếm một cái đối tượng thực sự có một sự thấu hiểu, nhân từ, dịu dàng, biết lắng nghe và biết gọi là quan tâm và yêu thương, chiều chuộng họ. Và cái người này thì mình thấy khả năng là họ đang nhớ về bạn ha. Có thể là họ cũng rất là có một cái sự đơn sơ giản dị mộc mạc ha. Trong tinh thần họ cũng rất là thích giúp đỡ người khác và có khả năng họ cũng là một người rất là quan tâm đến gia đình ba mẹ của mình. Người này họ đang tập trung vào tài chính sự nghiệp, họ là một người có một cái sự vững chắc ha. Họ là một người rất là yêu công việc và yêu tiền bạc, rất là thích đầu tư. Người này thì họ đang bắt đầu những cái sự khởi đầu mới ha, những cái cơ hội mới hoặc là những cái cơ hội kiếm tiền hoặc là những cơ hội kinh doanh hoặc là những cái đam mê gì đó mới của họ ở đây. Người này họ rất là bùng cháy lửa tình luôn. Cái người này thì có khả năng là họ rất là mạnh mẽ ha. Nhu cầu khá là cao. Thì đó là đối tượng của bạn nữ xem trả bài. Các bạn nam xem giấy bài thì cái người này họ rất là nhiệt thành trong yêu ha. Và có khả năng người này cũng được nhiều người yêu thích, cũng khá là được nhiều người ngưỡng mộ. Người này thì họ có quan điểm riêng của bản thân, họ có sự hơi giữ vững lập trường của mình và họ có sự chung thủy tận tâm và họ rất là ghét những cái sự thay đổi trong cuộc sống này. Họ có những cái cố chấp riêng của bản thân họ. Người này trong cuộc sống có nhiều cái sự tranh đấu, mâu thuẫn gay gắt ha. Hoặc là họ hay bị thị phi, hoặc hay bị người khác nói tới nói lui về cái chuyện tình cảm. Và người này đang trong giai đoạn gọi là suy xét về bản thân của mình, nhìn về quá khứ, nhìn về những gì mà họ đã trải qua để họ có sự gọi là chui rèn mạnh mẽ hơn và đúc tỉa kinh nghiệm để có thể có một sự thay đổi mới, một cái sự gọi là phát triển mới, một cái hành trình mới, một cái con đường mới. Có thể là họ đã có sự thức tỉnh rất là sáng suốt ở đây rồi, họ không có còn mù mờ nữa, họ đã thấy được cái mục tiêu hướng đi rõ ràng cho cuộc sống của họ rồi. Người này thì rất là thích nghe nhạc ha. Và cái người này họ rất là lanh lẹ, nhanh nhạy, tinh khôn và họ rất là giỏi, vững vàng. Và cái người này họ mang trong mình một cái năng lượng khá là vững chắc và cứng cỏi như nam tính vậy đó ha, nam giới vậy đó. Và cái người này thì họ bây giờ họ đã biết tập trung vào công việc và phát triển cuộc sống của mình, họ không có còn gọi là quá ảo ảnh nữa ha. Họ có sự thực tế hơn ha. Và họ giành được những cái sự gọi là thắng lợi, được nhiều người yêu quý, hoặc là họ rất là hừng hực khí thế để có thể gọi là phát triển cuộc sống của mình ha, một cách vững chắc hơn. Rồi để tại sao họ lại im lặng lâu đến thế ha.
Thấy hiện tại thì có thể là do cuộc sống có sự khủng hoảng kinh tế tài chính, cho nên ai cũng tập trung vào công việc hết, ai cũng rất là sợ nghèo đói, cho nên cố gắng làm việc chăm chỉ. Thì cái người này đối với những bạn nữ xem trả bài thì cái người này họ im lặng lâu đó, là do họ tập trung vào công việc của họ, tập trung vào hướng đi, họ có những cái tầm nhìn rõ ràng và họ phát triển, có thể là mang công việc của họ, hay là họ có những cái sự hợp tác kinh doanh với những đối tác nước ngoài, hoặc là họ muốn làm thêm nhiều chớp, nhiều công việc hơn để kiếm thêm tiền, để có cuộc sống thỏa mãn, hạnh phúc ở đây. Và cái người này họ cũng còn đang có những cái giai đoạn gọi là bị tiêu cực, họ còn nghĩ ngợi, họ còn gọi là muốn ở một mình ha, họ còn chưa giải thoát được cái sự toxic độc hại trong cái tinh thần của họ, hoặc là những cái nỗi sợ lo lắng bất an, hoặc là những cái ego của họ, họ chưa giải quyết được. Mặc dù có thể là họ đang phát triển trong cuộc sống của mình đó, tập trung vào công việc, nhưng mà khi mà nói tới yêu thì họ cảm thấy có một sự trói buộc nặng nề ở đây. Mình thấy một số bạn ở đây, các bạn gặp phải sai người ha, gặp sai, gặp đúng cái đối tượng mà lăng nhăng phản bội á. Thì cái người này họ những bạn gặp cái người lăng nhăng phản bội, bạn cần dẫn vô đây xem, đợi chờ một cái tin tức từ cái người này, thì mình thấy tốt nhất là bạn nên tập trung vào cuộc sống của mình, yêu thương bản thân mình đi, để tìm được cái đối tượng phù hợp hơn. Còn cái người lăng nhăng phản bội này, có thể là họ cũng đang có những cái sự gọi là si mê tình ái với nhiều đối tượng ha. Mặc dù họ không yêu nhưng họ vẫn có thể gọi là kết đôi hoặc là thân thiết với nhau được đó. Cho nên bạn hãy quên cái người đó đi. Còn ở đây là dành cho những bạn rời xa nhau vì những cái sự hiểu lầm hoặc là những cái sự tổn thương gì đó. Thì cái người này với bạn á, họ có thể là có cái tôi cao và họ chưa giải quyết được cái vấn đề của họ. Có thể là họ có những cái mầm mống, hoặc là có những cái nỗi ám ảnh, hoặc họ là có những cái sự nghiện ngập vì trong cái tình cảm này. Có thể là họ có sự nghiện ngập về vấn đề thể xác chẳng hạn, hoặc là họ có thể là khiến cho mối quan hệ này bị toxic độc hại vì cái sự gọi là quá khắc nghiệt của họ, hoặc là họ quá đòi hỏi cái gì đó ở đây. Thì có khả năng hiện tại họ đang nhìn lại về cái vấn đề đó, họ suy xét xem mình đúng hay sai, hoặc là họ nghĩ là mình nên thay đổi cái điều này. Nhưng mà có thể là họ vẫn chưa họ đang chỉ là đối diện cái vấn đề này thôi, họ đang suy nghĩ thôi, cho nên họ suy nghĩ không ra lâu quá là như vậy đó. Suy đi nghĩ lại rồi họ suy nghĩ liệu cái mối quan hệ này có thỏa mãn được cái nhu cầu, cái mong muốn của họ hay không, hay là yêu nhau rồi cuối cùng lại không hạnh phúc, mất thời gian. Họ cần cái sự thỏa mãn, cái sự gọi là đáp ứng được cái niềm đam mê, thích thú của họ. Họ cảm thấy mối quan hệ này có sự thiếu thốn, chưa đầy đủ. Mặc dù có thể là bạn cho họ quá nhiều, nhưng mà họ cảm thấy vẫn chưa đủ như vậy. Thì một vài trường hợp như vậy, nếu mà bạn có thể có một cái sự gọi là gắn kết cái thông tin này, thì cái đó nó phù hợp với bạn thì bạn nhận. Còn nó không giống với bạn thì đó không phải là trả bài dành cho bạn nha. Chứ bạn đừng có tự gắn ghép câu chuyện của mình vô một cái trả bài chung như thế này, rồi bạn đâm ra bạn mệt mỏi nha. Chỉ nhận những cái nào thực sự phù hợp với bạn thôi. Đối với những bạn nam xem trả bài, cái người này họ im lặng lâu đến thế là do họ đang rất là bận rộn trong cuộc sống, đặc biệt là họ đang tập trung về tài chính sự nghiệp rất là nhiều ha. Họ đang gọi là kiếm tiền và họ gồng gánh nhiều thứ trong cuộc sống, họ có nhiều vấn đề phải lo lắm, và họ cũng có muốn có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản, chứ họ cũng không có muốn áp lực gồng gánh áp lực trong tình yêu, và đâm ra họ không thể làm được gì hết. Thì bây giờ thì họ đang tập trung để cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, vững bền hơn, và họ đang gọi là chữa lành bản thân của mình, nghĩa như là họ sẽ không có cái sự gọi là quá nuối tiếc, mà họ chỉ là thay đổi mọi thứ ở góc nhìn khác ha. Và họ nghĩ cái điều này là cần phải diễn ra ở đây, nên họ không có một sự quá hối thúc mọi thứ phải diễn theo cái ý của họ, mà họ có thể là xuôi theo dòng ha. Thì họ còn khá là nhiều cái muộn phiền ha, chưa giải quyết hết, cho nên thì tạm thời họ im lặng lâu là như vậy. Họ còn rất là rối trong cuộc sống, khá là mệt mỏi.
và họ chỉ tập trung vào vấn đề kiếm tiền, làm việc chăm chỉ, tạo ra giá trị tài chính tốt cho bản thân của mình để không có bị thiếu hụt ha. Và cái người này họ cũng cần một cái mối quan hệ đem đến cho họ cái sự vững chắc, cái sự cam kết, cái sự vững bền. Và họ cảm nhận mối quan hệ này thì mối quan hệ với bạn thì có khả năng là họ chưa thấy được cái điều đó hay gì đó ha. Họ không có nhận được cái sự cam kết, họ cảm thấy hơi mệt mỏi để chờ đợi ha. Và họ không biết là cái sự kiên nhẫn của họ có sự đền đáp hay không, chung là vậy. Rồi liệu họ có muốn quay lại hay không ha. Đối với những bạn nữ xem trả bài thì cái người này có thể là họ cũng còn nhớ về những cái ký ức, những cái khoảnh khắc mà các bạn có với nhau, những cái giây phút ngọt ngào bên nhau, và có khả năng cái người này họ muốn có sự khởi đầu mới ở đây ha. Họ vẫn còn bị cuốn hút bởi bạn rất là nhiều và họ muốn có một cuộc nói chuyện, họ muốn thay đổi hoàn cảnh này ha. Họ muốn mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn, có thể là họ sẽ bắt đầu nói chuyện, hoặc là họ sẽ gọi điện, hoặc là họ sẽ làm điều gì đó rõ ràng hơn trong mối quan hệ này ha. Một số trường hợp thì như vậy. Còn đối với những bạn mà gặp lăng nhăng phản bội là họ sẽ đi kiếm người khác, tìm kiếm một tình yêu mới nha. Có thể là người này họ xa bạn nhưng mà họ vẫn có một cái sự theo dõi, quan sát bạn trên mạng xã hội hay gì đó. Hoặc là hỏi thăm ai đó về bạn nếu mà hai bạn có người bạn chung hay gì đó. Đối với những bạn nam xem cho bài thì cái người này họ cần một cái tình yêu cho họ, một cái sự cam kết vững bền ha. Họ muốn được làm vợ, họ muốn được yêu thương, họ muốn cuộc sống họ có sự cân bằng. Có thể cái người này á thì có thể là họ cũng muốn có một cái sự gọi là cùng nhau xây dựng vun đắp với bạn ha. Họ có sự chờ đợi bạn á. Và họ đang gọi là tập trung để chữa lành, để phát triển bản thân của mình, yêu thương bản thân của mình, và đang có sự cân bằng, điềm tĩnh, kiên nhẫn rất là nhiều và họ đang có sự gọi là đắn đo, do dự giữa hai quyết định, không biết là nên tiếp tục hay buông bỏ và không biết là cái vấn đề của hai bạn có được giải quyết hay không. Nếu mà không được giải quyết thì có liệu có quay lại cũng không có kết quả. Họ ước rằng là hai bạn có thể gọi là suy xét cẩn trọng, và có thể gọi là họ ước rằng bạn nam á ha, chữa lành được cái vấn đề của bạn, giải quyết được cái vấn đề của bạn, và bạn chiến thắng được cái bản ngã, cái tôi, chiến thắng được cái nỗi sợ, hoặc là chiến thắng được cái sự nghiện ngập, hoặc là cái điều mà khiến cho bạn trở nên gọi là không thông suốt á, kiểu vậy á. Họ không muốn tranh cãi với bạn nữa, và có thể là cái người này họ đâu đó họ vẫn còn muốn là vợ của bạn, họ vẫn cho bạn một cơ hội, nhưng mà để xem cái hành động bạn như thế nào. Họ ngồi họ chờ đợi thôi ha, chứ họ mới họ chờ đợi để bạn, để họ phán quyết và họ đưa ra quyết định thôi ha. Họ kiên nhẫn, họ rất là kiên nhẫn, kiên trì trong giai đoạn này đó, để xem với bạn ra sao. Còn nếu như họ không thấy dấu hiệu gì hết, họ quy định một khoảng thời gian, mà nếu khoảng thời gian đó đến mà không thấy dấu hiệu gì đó gì hết, thì có thể năng thì họ sẽ đi làm vợ người ta, họ tìm kiếm người khác phù hợp hơn, kiểu vậy. Có thể là ai đó làm mai cho họ ha. Mình thấy đó, với những bạn ở đây thì có thể là các bạn hiện tại đang tập trung lo cho cuộc sống của mình, các bạn vẫn có một cái sự gọi là buồn bã, tiếc thương, rồi có sự gọi là ngắm nghía qua lại với nhau,
theo dõi nhau trên mạng xã hội, tiếc nuối mà không có hành động, với âm thầm lặng lẽ quan sát nhau thôi. Một số bạn thì có thể là khi mà các bạn đã thực sự gọi là sáng suốt rồi, có thể là cái người mang năng lượng nam ở đây họ sẽ suy nghĩ kỹ và họ thấy vẫn còn có sự gọi là nhung nhớ và họ cần có tình yêu vun đắp, thì có khả năng họ muốn một cái cơ hội mới, họ muốn làm mới, làm họ muốn cho nhau một cơ hội nữa để phát triển ha. Họ muốn hành động cho mối quan hệ này. Họ đã rời đi rồi nhưng mà họ chưa rời bỏ được, họ còn tiếc. Thì có khả năng một số bạn có sự khởi đầu mới, bắt đầu một cái tình yêu ngọt ngào hơn, hoặc là làm mới lại cái mối quan hệ này ha, bình cũ rượu mới. Còn đối với đối tượng mà lăng nhăng phản bội á, mấy bạn gặp đối tượng lăng nhăng phản bội thì họ rời đi, họ bắt đầu một cái chương mới trong tình yêu với cái người yêu mới ha. Mình thấy một số trường hợp ở đây nữa là khi mà các bạn nữ ở đây bạn chờ đợi quá lâu, bạn không thấy hành động gì hết, bạn mỏi mòn thanh xuân quá thì bạn sẽ yêu một người khác. Nói chung mối quan hệ này mình thấy có rất là nhiều cái ngã rẽ ở đây, tùy các bạn muốn quyết định sao thì tùy các bạn suy nghĩ kỹ ha. Và cái tình yêu của bạn có hạnh phúc hay không là do bạn quyết định thôi. Và trả bài này chỉ nêu ra cho các bạn tham khảo thôi ha. Rồi, xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn ha, có thể của bạn, của người đó. Nói cuối cùng thì cũng sẽ có tình yêu, nhưng mà yêu cũ hay yêu mới thì đó là cái quyết định của các bạn. Kim ngưu, cự giải, xử nữ. Các bạn mà không hành động vì nhau thì có khả năng sẽ bỏ lỡ nhau đó. Nhân mã, thiên bình. Cái tình yêu này cần sự cố gắng rất nhiều ở các bạn mang năng lượng nam, còn mấy không có sự cố gắng thì có nghĩa là tình yêu này chưa đủ cho bạn ấy để có thể có sự cố gắng nỗ lực ha. Thì lúc đó có thể là các bạn nên tìm kiếm đối tượng mới, người thật sự yêu bạn thật lòng để đỡ tốn thời gian. Song tử nè, chữ cái trong tên, chữ S, chữ V, chữ M. Thôi thì tạm thời các bạn nên tập trung vào cuộc sống của mình, yêu thương bản thân và yêu thương cha mẹ của mình đi ha. Đâu có ai yêu bạn bằng chính cha mẹ bạn yêu bạn đâu. Yêu một cách vô điều kiện, yêu bạn từ nhỏ tới lớn luôn, không có sự gọi là chia rời bạn, không bao giờ phản bội bạn, không bao giờ xa cách bạn, luôn sẵn sàng hỗ trợ những lưu bút mà bạn cần ha. Yêu bản thân và yêu gia đình mình nhiều hơn đi ha. Lúc đó thì bạn mới có thể gọi là có một cái tình yêu đẹp đến với bạn được. Còn bạn luôn chạy theo tình yêu và không quan tâm tới bản thân thì không ai yêu thương bạn thật lòng đâu ha. N. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.